diễn viên Lý Hùng bị tai nạn nghề nghiệp. Khi diễn cảnh quay hành động trong phim, sự cố đã xảy ra với Lý Hùng và anh phải khâu tới 12 mũi vì tai nạn bất ngờ này. Mới đây nhất, ekip đoàn phim Kế hoạch 99 đã có cảnh quay Lý Hùng đi vào cửa hàng mua thức ăn, bị nhóm sát thủ canh me dùng xe hơi tông thẳng vào người, là một trinh sát có hạng. Anh sẽ phải tung người lên nóc capo đầu xe, lăn mấy vòng trước khi té xuống đất, xem như thoát chết trong gang tấc. Với phim hành động của Hồng Kông, những cảnh quay này không có gì to tát, nhất là Lý Hùng vốn là con nhà võ, chỉ cần phối hợp ăn ý là mọi thứ có thể diễn ra suôn sẻ. Những cảnh quay thử, nam tài tử bay lên xe rồi lăn xuống đất diễn ra tương đối tốt, thế nhưng chẳng thể đoán được chữ ngờ. Khi hiệu lệnh quay vang lên thì mọi chuyện lại khác. Khi máy quay bắt đầu, chiếc xe lao nhanh đến điểm quy định và phanh gấp. Lý Hùng xoay người 180 độ, đồng thời phi thân lao lên nóc xe quá hoàn hảo. Nhưng không hiểu tại sao, một tiếng trầm vang lên, kính xe bể tan nát. Lý Hùng như bị trúng đạn, anh kêu rên oằn oại trên nóc xe. Dù rất đau, nhưng nam tài tử vẫn cố gắng nằm yên để diễn tròn vai. Đến khi đạo diễn lên tiếng thì cả đoàn phim mới nhồn nhào. Trước tình trạng này, thư ký trường quay la lớn, sai rắc cô rồi, anh ấy phải té xuống đất mới đúng. Anh phó đạo diễn thì lầm bầm, hình như anh ấy bị thương, máu chảy ra ướt quần kia, ở đó mà rắc cô với rắc kiếp. Quả thật khi đạo diễn chạy tới xem, đã thấy ngay một mảnh kính kim thẳng vào mông Lý Quỳnh, máu chảy linh làng. Mặt Lý Hùng tái xanh, chưa hiểu tại sao mình lại bị thương, lập tức xe 12 chỗ đặc trùng ở bệnh viện gần đó chạy vào chợ nam diễn viên đi cấp cứu. Trong tình trạng thế nguy cấp, chàng tài tử đành phải nằm im cho cô y tá nhanh chóng lụp xiêm y, nhằm tìm phương cứu chữa. Khổ nỗi, đang hồi nghi kịch như thế mà cô y tá cứ nhìn chăm chăm vào vết thương cười. Hỏi một hồi, cô ta mới tủm tỉm, sao cái mông anh ấy trăng thề. Kết quả 12 mũi khâu vết thương, kèm theo một liều thuốc chống đau. Lý Hùng tiếp tục ra điểm quay, kiểm tra lại khung hình, mới biết do lực phóng xe của anh quá mạnh, cộng thêm cái đế dày quá cứng đập thẳng lên kính bể tan, một mảnh cắm vào mông anh. Tất nhiên đoàn phim phải cho thay tấm khác, và Lý Hùng phải nén đau để hoàn tất những cảnh cuối cùng của phần đoạn khốc liệt này. Trước đó xuất hiện tại chương trình Người nghệ sĩ đa tài, Lý Hùng thực sự đã khiến người ta phải sửng sốt khi khoe vẻ phong độ. Dù đã ở tuổi 47, sánh bước cùng anh là Việt Hương, cô diện đầm xòe, cổ điển in họa tiết, trầm bi kết hợp băng đô, cùng màu liên tục tạo dáng tình tứ với nam diễn viên trong hậu trường. Tuy nhiên điều khiến mọi người phải ngạc nhiên hơn cả chính là việc Lý Hùng công khai thổ lộ tình ý với thí sinh Lê Trang. Tài tử điện ảnh một thời thừa nhận, sau khi xem xong tiết mục thi của nữ diễn viên hài, anh thổ lộ rằng anh là người miền Tây, em cũng là người miền Tây, anh chưa vợ, em chưa chồng, rất là hợp lý, biết đâu chúng ta lại có duyên với nhau thì sao? Chưa dừng lại ở đó, Lý Hùng còn lên thẳng sân khấu để thể hiện tình cảm với Lê Trang trước sự chứng kiến của giám khảo chương trình và đông đảo khán giả trong trường quay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.